Sếp yên tâm, hợp đồng lần này là em giải quyết đâu vào đấy hết rồi. Cậu đừng có khua môi múa mép. Sếp chẳng bao giờ có lòng tin ở em gì cả. Sếp ơi, sếp xem đi này, anh Khánh đã thay mặt sếp ký mua cái mảnh đất này rồi đấy ạ. Sếp xem đi. À vâng ạ, đúng rồi. Cái gì đấy? Dạ, một mảnh đất có phong thủy cực kỳ đẹp ạ. Nó gọi là cái hướng tựa sơn hướng thủy và xung quanh hàng xóm toàn là người giàu. Nhưng mà đất gì? Nó có rộng không? Diện tích thì nó từ này của cái công ty mà mình vừa ký hợp đồng xong ấy sếp. Người ta có nhà ý là muốn dùng cái mảnh đất này là sản phẩm của bên người ta để trả phí cho mình. Công ty bên mai táng á? À dạ vâng đúng rồi ạ. Ui giời ơi, tôi lấy cái đất xuống cấp để làm gì? Sếp ơi, sếp cứ bình tĩnh nghe em giải thích. Mảnh đất này là một mảnh đất cực kỳ có giá trị. Mà tại sao nó lại có giá trị? Bởi vì là nó nằm trong cái khuôn viên của Vĩnh Hằng Viên. Và nó rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Ở trong đấy tiêu chuẩn nó chỉ được có 2 mét thôi. Nhưng mà riêng trường hợp này, họ ưu tiên cho mình là 2 mét rưỡi, chênh hẳn 50 phân. Thế nhưng mà tôi dùng để làm gì? Mà tôi cũng đâu cần phải chênh 50 phân. Sếp ơi, cái này là do em, là em cũng đã cố deal với họ và em đã tìm hiểu kỹ rồi. Em lấy cái chênh 50 phân đấy về là như thế này. Sếp có biết ngày xưa vua chúa ấy, mỗi lần mà vua chúa xuống lộ thác đi mà, thì họ có một cái khoản nó là bồi táng. Em là em tính cả cái khoản bồi táng cho sếp rồi. Mà anh ơi, bồi táng là gì ạ? Em kiến thức em kém thế. Bồi táng tức là gì? Khi mà vua chúa ngày xưa người ta đặt xuống lỗ ấy, người ta bây giờ để thừa ra một tí để người ta cho của cải như ngọc ngà vàng bạc châu báu đi theo đấy, thậm chí có cả người hầu đi theo, gọi là bồi táng đấy. Hay. Cười cái gì? Bán nó đi. Bán đi. Ôi là, không được sếp ạ. Không bán được. Tại sao? Tại vì là cái đất này đã là định danh tên của sếp rồi, chỉ sếp mới được sử dụng thôi. Vâng đúng vậy. Thế nào? Tôi sử dụng. Dạ. Vâng, định danh bởi vì sếp là chủ nợ thì phải định danh tên sếp chứ ạ. Không còn ai vào đây nữa ạ. Nó hạn đến năm bao nhiêu? 2034 ạ. Năm này là năm bao nhiêu? 2024 ạ. Thế tôi bao tuổi? 40 ạ. Cậu! Ôi, sếp ơi, sếp! Em nghĩ ra rồi. Đấy là sếp còn có 10 năm nữa thôi. Bây giờ nhá, ngày mai sếp ra đường, sếp thích ăn được cái gì thì sếp ăn đi. Sếp chơi cái gì thì sếp cứ chơi đi. Và quan trọng là sếp nên làm những cái điều có ích cho xã hội. Ví dụ như là tăng lương cho bọn em chẳng hạn. Quan trọng nữa sếp nhá, là sếp nhớ chết cho đúng thời hạn đi. Không là không có đất mà bồi táng đâu. Lại lo bò trắng răng rồi. Ra đây anh nói cho cô nghe. Sao? Này, anh đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Với cái lối sống sinh hoạt mà nó vô tổ chức, vô kỷ luật, nó buông thả như của sếp nhà mình ấy mà, cái kiểu mà ngày đêm rượu chè rồi gái hú ấy, thì 10 năm nữa nhá, đến nó còn 10 năm nữa là còn nhiều. Anh sợ là có đi trước cả 10 năm thế nên à? Không phải lo. Và anh còn tính cả cái khoản bồi táng của sếp rồi. Này, Mercedes nhá. Nhà 3 tầng nhá. Quần này, áo này. Được rồi. Anh thế thôi, còn 10 phân còn lại anh để cho em. Định làm gì? Sếp nhà mình gái gú lắm. Em phải cho sếp một cô người mẫu mà ngực nhở mông cong chứ cơ. Ôi, hay mà để ra đây anh bạn với cô nhá. Sếp anh nói thuốc anh ạ. Mà này nhá, là còn phải có cả rượu nữa cơ. Đi làm đây. Cho thế phải chính xác. Thế là thế nào? Tao có xấu mà. Một. Bắt đầu. Tôi dặn bao nhiêu lần rồi, đến công ty thì phải biết mở máy ra mà check mail công việc của công ty. Không thì chí ít cũng phải lấy giấy bút ra để mà ghi chép lại những lúc mà tôi phun trâu dạng ngọc chứ. Chào chưa? Sếp ạ. Bây giờ tôi hỏi cậu, cái lần nào tôi gặp cậu là cậu cũng mở cái gì? Mở miệng ra nhắc rồi sếp ạ. Thế xong rồi là còn mở cái gì nữa? Mở tủ lạnh ở đâu ăn sếp ạ?
Ô hay quá. Hả? Thế bây giờ tôi hỏi cậu, thế thì trong những lúc mà không có mặt tôi thì cậu còn mở cái gì ra nữa? Dạ, mở lò vi sóng sếp ạ. À rồi, ôi, chưa công hiến được cái gì mà cứ mở mắt ra là đã mất mấy chục nghìn tiền điện rồi. Tôi lấy cậu. Còn ghi cái gì nữa? Em ghi lại cho ông Ngọc mà sếp vừa phun ạ. Ôi giời ơi. Dạ thưa sếp, vấn đề sếp vừa nói thì em cũng nhận thức và ý thức được sâu sắc rồi ạ. Em hứa là em sẽ sửa đổi ạ. Em chưa rút kinh nghiệm. Nhớ nhé. Dạ vâng. Hứa là cái gì? Sửa đổi thế nào? Nó phải rõ ràng ra chứ. Sếp ơi, em kiến nghị sếp là cho cậu ta phải viết vào bản cam kết đàng hoàng, hoàn chỉnh. Cổ nhân nói rồi, sếp không bò không ăn cỏ bò ngu. Sếp không ăn cỏ, sếp ngu hơn bò. Ui. Cậu, thế này là em nói cho nó vần. Cậu có liệu hồn ấy. Nào, thề hứa đảm bảo cái gì thì chốt đi. Em xin thề xin hứa với sếp là từ nay trở đi, trong phạm vi công ty mình, em mở bất cứ một thứ gì ra cũng phải xin ý kiến chỉ đạo của sếp. Dạ được chưa ạ? Nhớ nhé. Dạ vâng em nhớ. Chốt. Anh ơi, em chờ anh nãy giờ là để xin ý kiến chỉ đạo của anh ạ. Chỉ đạo cái gì? Chỉ đạo cái vụ chỉ đạo ý. Nó chỉ đạo cái gì? Chỉ đạo là ý kiến là cho phép là em mở cái cửa nhà vệ sinh như này. Thì cứ mở đi, liên quan gì đến tôi mà phải xin phép? Ôi tôi chết, anh quên nhiệm vụ của anh ạ. Sếp rõ ràng là sếp giao nhiệm vụ cho anh là phải giám sát em, là em mở cái gì là em cũng phải được sự đồng ý của anh em mới được mở cơ mà. Anh quên à? Em gàn to đến đâu mà em lại dám vượt mặt anh, vượt mặt sếp được? Anh giải quyết cho em chứ không em không ổn nữa rồi. Thì cậu mở đi. Xin phép anh nhé. Ôi thôi. À, gì nữa? Nhưng mà còn cái nắp bồn cầu. Anh cho phép em. Ừ. Anh em mở được rồi anh ạ. Ừ. Anh từ. Thắt lưng. Mở. Vâng. Thắt lưng. Phép ông Tuyền. Mở. Vâng. Tôi không cục đã mở đâu anh. Mở hết đi. Vâng, mở. Thế xong rồi anh phải đứng lên để con đóng con mở cái nhiều. Từ bây giờ tôi cho cậu toàn quyền quyết định, tôi thích mở cái gì cậu mở nhé. Đừng bao giờ hỏi ý kiến tôi. Anh ơi. Tưởng nào. Vào đây. Sao xin phép sếp cho em mở cửa ạ? Vào đi. Dạ báo cáo sếp, em xin phép sếp cho em mở cái vòi nước ạ. Dạ báo cáo sếp, xin phép sếp là cho em mở cái nắp thùng rác ạ. Dạ vâng. Dạ báo cáo sếp, em xin phép sếp là sếp... Cậu thôi ngay đi. Dạ. Dạ mà. Vâng, em... Ừ, anh đây vợ ơi. Sao đấy? Dạ báo cáo sếp, xin phép sếp cho em là mở cái cúc quần, cái phép mong tuy ạ. Sếp ơi, sếp nhanh đi không, em ra quần đến nơi rồi. Này nhá, anh đang ở đâu đấy hả? Tại sao lại có cả mở có quần, mở cúc quần là thế nào hả? Lần này thì chết chắc rồi, okay. Ở yên cho tôi. Đâu? Ok, alo. Sếp ơi, sếp ơi. Tại sao cô lại nói thế? Dạ sếp ơi, bởi vì đấy, sếp nhìn tình hình sếp cũng thấy đấy. Em là, em... Cậu em, thôi em, ngay em... Ra ngoài. Dạ vâng ạ, vâng ạ, vâng, thế em xin phép, sếp bảo sạo sếp nhá.